Trending video. Đây là đồ cho tôi về nhà. Tôi muốn về nhà. Vợ của đại tướng Rishana Wisetkun Bathom, bắn anh Thana Umcharun, nguyên là vệ sĩ của đại tướng Rishana. Nguyên nhân được phu nhân khai, đó là anh Thana chính là người đã bắn ngài Rishana. Điều này trùng hợp với kết quả kiểm tra bằng chứng của cảnh sát, khẳng định kẻ giết hại đại tướng Rishana chính là tên Thana Umcharun. Lão già, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi lão già, xin lỗi, xin lỗi lão già, xin lỗi. Ai vậy? Ôi, ai? Ôi trời ơi, ai vậy không biết nữa. Khuya vậy rồi, kỳ cục quá. Ông chủ, sao mà cảnh sát nói là anh bị bắn chết rồi mà? Mau đi lấy thuốc, giấy bông băng cho tôi. Nhanh lên đi, tôi băng bó vết thương cái. Ông chủ, chờ ở bên ngoài đi. Anh hôi với dơ quá à. Để tôi đi lấy, đem ra cho anh. Chở đây được rồi. Bà đúng là bị điên rồi ha. Bà sợ nhà dơ. Bà không sợ, không sợ chồng bà chết hay sao? Tránh ra. Không được vô đâu ông chủ. Tránh ra coi. Nè, điên hả? Hồi quá. Ai tới vậy chứ? Tao vẫn còn chưa chết, mày dám đem tình nhân tới ngủ ở trong nhà tao hả? Mày hả mày? Ai ơi, trời ơi ông chủ. Tao cho mày biết tay của tao. Tao vẫn còn chưa chết mà. Đừng. Tao vẫn còn xấu sờ. Mà mày dám ngủ với dân tình ở trong nhà của tao hả? Mày hả mày? Ê. Mày dám ngủ với vợ tao? Mày dám ngủ với vợ của tao? Hả mày? Mày hả? Mày tưởng tao chết hả? Thì chết đi. Giỏi lắm hả? Đúng. Đưa đây. Để chết. Gì hả? Thấy quá đáng sao? Anh thấy đau lắm có phải không? Anh có bao giờ biết là tôi cảm thấy ra sao không? Trong suốt thời gian qua, anh có từng hỏi là tôi cảm thấy ra sao chưa? Tao đã quất ức khi mày có vợ bé lần đầu tiên rồi.
ơi, tao tức quá mà. Nhưng mà bây giờ tao sẽ trả thù. Mày ăn gan không rồi hả mày? Trời, chết luôn đi. Cái thằng tao bắt như mày đáng chết lắm. Hại tao cả đời rồi. Đó tao tưởng là mày cho tao hạnh phúc, nhưng mà khi về xong rồi thì mày ra sao hả? Mày đứng lên đi, mày đánh tao nữa đi. Mày ngon thì mày đứng lên đánh tao nè. Từ lâu lắm rồi tao thèm đánh mày như vậy. Đời tao khổ vì mày nhiều lắm rồi, hôm nay tao cho mày chết. Tao nhịn nhục cũng vì mày thôi. Mày tưởng thời gian qua mày ăn hiếp tao là mày ngon lắm hả? Hôm nay tao nói mày nghe, tao không có sợ mày đâu. Đi chết đi. Mày ngon mày đứng lên, mày đánh lại tao đi. Hôm nay mày nhất định phải chết. Tao nói cho mày biết, tao đã hết chịu nổi mày. Trời, đủ rồi chứ. Lỡ hắn chết thì... Để cho chết luôn đi. Cái thứ đồ bán như nó chết là vừa lắm. Đừng hòng làm khổ ai nữa. Dù sao cảnh sát cũng nghĩ là hắn chết đuối luôn rồi. Nếu hắn chết thì mình có bị cảnh sát bắt không vậy? Không đâu. Cảnh sát nghĩ là hắn chết rồi. Lên dọn đồ rồi đi thôi.